Sáng 23 tháng 10, công an tỉnh vẫn đang tiếp tục truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Đại 26 tuổi, trú tại làng Mạc Trai, huyện Cư Cung, tỉnh, để điều tra việc bắn anh Nguyễn Xuân Trường 32 tuổi, trú tại làng Mạc Y, huyện Cư Cung, bị mến. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 10, đại điều chỉ đạo ô tô đến quán cà phê ở làng Mạc Y rồi dùng súng bắn anh Trường bị mến sau đó bỏ trốn. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa dùng Tây Nguyên cấp cứu vết. Được biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, công an xác định khẩu súng đại dùng gây án có thể là súng tự chế vì không có vỏ đạn tại hiện trường. Hiện trường vụ việc Nói về sự việc xảy ra với mình, anh Trường cho biết, thời điểm trên, anh đang ngồi uống cà phê với người chơi thì có người đứng trước quán gọi tên nên quay ra. Khi tôi vừa quay ra thì bị đại bắn vào cổ nên tôi ôm vết mến chạy ra phía sau. Tuy nhiên, đại dẫn đuổi theo bắn tiếp một phát vào đùi khiến tôi gục tại chỗ nên được người dân đưa đi cấp cứu với anh Trường kể lại. Cũng theo nạn nhân, khoảng 2 tháng trước có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát với đại tại thành phố Bung Ma thuộc tỉnh. Bác sĩ Giang Hữu Khánh, phó khoa ngoại thần ngại bệnh viện đa khoa dùng Tây Nguyên, cho biết đơn vị tiếp nhận bệnh nhân trường trong tình trạng bị mến ở cổ và chân. Sau khi thăm khám, các y lương y đã mổ cấp cứu dứt lấy hai đầu đạn ở cổ và chân bệnh nhân này ra ngoài. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn thỏa nhưng phải theo dõi vì nguy cơ nhiễm trùng cao.